3 người thoát nạn trong vụ cháy phố Định Công Hạ. Sáng ngày 17 tháng 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong vụ cháy tại nhà số 207 phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, đã có 3 người tự thoát nạn. Theo đó, thời điểm xảy ra cháy, trong căn nhà có 7 người và 3 người tự thoát nạn ra ngoài, gồm chủ nhà, con trai và con gái. Chủ nhà tự thoát nạn qua ban công tầng 5 sang mái nhà liền kề. Cũng theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, công trình xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh vật tư điện nước. Quy mô công trình cao 6 tầng, 1 tùm, diện tích mặt bằng khoảng 80m². Bên trong nhà có một thang bộ hở và một thang máy. Tầng 1 là nơi kinh doanh, tầng 2, 3 là kho chứa hàng hóa, tầng 4, 5 là phòng ngủ của gia đình, tầng 6 là bếp và phòng khách, tầng tùm là phòng thờ và sân phơi. Trước đó khoảng 18 giờ 22 phút ngày 16 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà trên phố Định Công Hạ. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã phải điều động 12 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Nhiều mũi tiến công, vây hãm lửa cũng được triển khai. Tuy nhiên, khi đám cháy được khống chế, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể gồm bà NMH sinh năm 1971 và ba cháu nhỏ NDDS sinh năm 2013, NTA sinh năm 2018, NDK sinh năm 2022. Hiện Công an thành phố Hà Nội đang thống kê thiệt hại và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy. Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở Định Công Hạ làm 4 người chết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa yêu cầu Giám đốc Công an thành phố điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, tổ chức cá nhân liên quan đến vụ cháy nhà ở Định Công Hạ làm 4 người chết. Cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa có công văn yêu cầu sở, ngành và quận Hoàng Mai tập trung giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại Định Công Hạ. Theo đó, khoảng 18 giờ 22 phút ngày 16 tháng 6 xảy ra vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Sau khi đám cháy được khống chế, qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể. Trước sự việc trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chỉ đạo Giám đốc Công an thành phố phối hợp cùng Chủ tịch quận Hoàng Mai và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy theo quy định. Ngoài ra, ông Lê Hồng Sơn còn giao Ủy ban Nhân dân các quận, huyện của thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, những đơn vị liên quan vận động, tuyên truyền các hộ gia đình và hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh, tự trang bị hệ thống cảnh báo cháy sớm để phòng ngừa sự cố, giảm nguy cơ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong tại Định Công Hạ. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ được huy động chữa cháy và cứu nạn khi hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 6 tầng trên phố Định Công Hạ tối ngày 16 tháng 6. Vụ cháy lớn khiến 4 người tử vong. 18 giờ 45 phút ngày 16 tháng 6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại số 207 phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngôi nhà bị cháy cao 6 tầng, 1 tùm, kinh doanh thiết bị bếp, sơn nhà. Trong đó, từ tầng 1 đến tầng 3 dùng để kinh doanh, tầng 4 trở lên dùng để ở. Khi lực lượng cứu hỏa tiếp cận, tầng 6 của tòa nhà vẫn ngùn ngụt lửa cháy. 20 giờ 15 phút, cảnh sát tiến hành đập kính tại tầng 6 để tìm hướng tiếp cận. Việc quây kín kính ban công tầng 6 khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Ngay khi nhận được tin báo, Công an thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố, Công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm với gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy đến hiện trường. Ngôi nhà nằm ngay mặt đường Định Công Hạ nên công tác cứu hỏa được triển khai nhanh chóng, các xe chuyên dụng có thể tiếp cận sát hiện trường. Hơn 21 giờ, các xe cấp cứu vẫn chưa tiếp cận được với nạn nhân trong vụ hỏa hoạn, có thêm 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Đến khoảng 21 giờ 50 phút, các nạn nhân được cuốn chăn đưa ra xe cứu thương rời khỏi hiện trường. Theo Công an thành phố Hà Nội, qua tìm kiếm sơ bộ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã phát hiện 4 thi thể trong đám cháy tại phố Định Công Hạ. 22 giờ, rất nhiều người vẫn tập trung gần đó để theo dõi diễn biến vụ việc. Người dân chứng kiến cho biết, khi phát hiện khói, lửa bốc ra từ ngôi nhà thì đã chi hô mọi người ứng cứu. 23 giờ, hiện trường đám cháy được lực lượng chức năng phong tỏa. Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra vụ việc. Đồng thời, Công an thành phố tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy.
Ngôi nhà xảy ra cháy ở Định Công Hạ, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội là nhà ở kết hợp kinh doanh, từ tầng 1 đến 3 dùng để kinh doanh, tầng 4 trở lên để ở, hàng hóa xếp kín cầu thang. Khoảng 18 giờ 22 ngày 16 tháng 6, hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà trên làm 4 người thiệt mạng. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, khói đen lan khắp căn nhà cao 6 tầng một tùm. Một số người đang bán hàng từ tầng 1 đến 3 của căn nhà đã nhanh chóng chạy ra ngoài, còn 4 người bị mắc kẹt ở tầng cao. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phải điều động 12 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Nhiều mũi tiến công vây hãm lửa cũng được triển khai. Tuy nhiên khi đám cháy được khống chế, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể gồm bà NMH sinh năm 1971 và ba cháu nhỏ NDDS sinh năm 2013, NTA sinh năm 2018, NDK sinh năm 2022. Vì tầng 1 và 2 của ngôi nhà chật kín hàng hóa gồm sơn, keo, máy bơm, vật liệu xây dựng nên gây khó khăn cho việc thoát nạn và công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Theo người dân sinh sống tại đây, bên trong nhà có một hệ thống thang máy và thang bộ, tuy nhiên ở lối thang bộ cũng xếp kín hàng hóa. Ông Bùi Xuân Thái, chuyên gia của Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam, cho biết phần lớn các nhà ở kết hợp kinh doanh hiện nay đều tận dụng cầu thang mặt tiền nhà hoặc các tầng thấp để làm nơi để hàng hóa. Việc sắp xếp hàng hóa kín cầu thang, tầng nhà, vô hình chung đã bịt lối thoát nạn sinh tử của nạn nhân, ông Bùi Xuân Thái nói. Cũng theo ông Thái, người dân cần lưu ý các vấn đề khi xây dựng và bố trí đồ đạc sinh hoạt, cần đảm bảo bố trí đủ hai lối thoát nạn, gồm cửa ra vào chính và lối thoát nạn khẩn cấp bên trên, như lối ra ban công, lối lên trên sân thượng hoặc lối lên mái, ông nhấn mạnh. Các hộ dân cần trang bị bình chữa cháy xách tay trong nhà, đặt ở nơi thuận tiện, dễ thấy, dễ lấy và mọi thành viên đều sử dụng thành thạo. Nếu có điều kiện thì trang bị hệ thống báo cháy sớm, thang dây hạ chậm, mặt nạ phòng khói trong nhà. Tuyệt đối không cất trữ hóa chất dễ cháy nổ, không để các hàng hóa vật dụng đồ dùng dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt. Bố trí đồ đạc vật dụng trong nhà một cách khoa học để không làm cản trở các lối thoát nạn trong nhà, ông Thái khuyên cáo. Cháy ở Định Công Hạ, nhiều người leo mái cứu nạn nhân nhưng bất thành. Ngay khi thấy lửa bùng lên, nhiều người không màng nguy hiểm leo mái tôn để tiếp cận cứu nạn nhân trong đám cháy, nhưng bất thành. Ở cách hiện trường vụ cháy khoảng 30m, chị Tạ Thị Ánh vẫn chưa hết bàng hoàng khi thấy khói đen cuồn cuộn bốc ra từ nhà dân ở phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo chị Ánh, thời điểm phát hiện ra đám cháy khoảng 18 giờ 20 phút tối ngày 16 tháng 6, chị đang nấu cơm trong nhà thì ngửi thấy mùi khét. Tôi nghĩ nhà mình bị cháy nên đi kiểm tra xung quanh mà không thấy gì. Tôi hô hoán con chạy ra ngoài xem thì cháu phát hiện ra xảy ra cháy ở nhà bán hàng điện máy. Chị Ánh kể, lúc đó có nhiều người cởi trần đã leo lên mái để tìm cách tiếp cận tầng 4 của căn nhà, nhưng lửa cháy rất mạnh nên đành bất lực quay ra. Anh Phạm Văn Tài cho biết khi mọi người chi hô có hỏa hoạn thì anh cũng chạy ra xem tình hình. Thời điểm đó có một người phụ nữ chạy thoát khỏi căn nhà. Tại tầng 6 có người bật đèn điện thoại vẫy để kêu cứu nhưng mọi người không thể tiếp cận. Cũng là một trong những người đầu tiên phát hiện đám cháy, người phụ nữ sinh sống ở kế bên kể lại. Bà không kịp phản ứng chỉ chạy ra khỏi nhà để hô hoán mọi người tìm cách ứng cứu. Do bên trong nhà chứa nhiều hàng hóa, lối đi chật hẹp, khói đen dày đặc nên mọi người không dám chạy vào cứu nạn, người phụ nữ kể. Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, tối ngày 16 tháng 6, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy nhà dân tại tầng 5, nhà dân trên phố Định Công Hạ. Ngay khi nhận được thông tin, Công an thành phố đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố, Công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm với gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy đến hiện trường. Sau khi đám cháy được khống chế qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể. Danh tính các nạn nhân thiệt mạng gồm bà NMH sinh năm 1971 và ba cháu nhỏ NDDS sinh năm 2013, NTA sinh năm 2018, NDK sinh năm 2022. Trước đó, lúc 18 giờ 22 phút cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo cháy tại tầng 5 nhà dân ở phố Định Công Hạ. Ngôi nhà gặp hỏa hoạn gắn biển cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, cao 6 tầng một tùm, diện tích mặt bằng khoảng 120m², có thang bộ và thang máy. Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai, phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.